Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại chương trình được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 2 âm lịch, con giáp này, con giáp tuổi Hợi, là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng mà bên cạnh đó đương nhiên là cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Hợi là những người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Ất Hợi trong tháng 2 âm lịch sẽ phần nào giúp cho chúng ta hiểu được điều đó. Và vâng, trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì quý vị cũng đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận thông báo mới nhất từ những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa, tuy cũng có sức hấp dẫn riêng nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này dễ rơi vào vòng xoáy tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn, đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc nên trước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo phong thủy lộc tài, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình, nhưng nếu bạn quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bạn. Những gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá dẫn đến tuổi trẻ nhiều fan còn lận đận. Nhưng bù lại, họ lại được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và bản chất của một người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Sự nghiệp cơ bản đã ổn định trong tháng này, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần phải trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Ất Hợi cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. Đã vậy, lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên càng khiến cho bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có đúng đắn hay không. Tuy nhiên, may mắn rằng sau tất cả mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng công nhận của tất cả mọi người. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến chính người tuổi Ất Hợi cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng, lúc này gia chủ Ất Hợi không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những việc mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề, sẽ hiệu quả và tốt hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận trong năm thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen, được nhiều người nhưng mà mất cũng không hề nhỏ.
Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất là nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm nay, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược cả những gì mình đang có. Nên tiết kiệm, biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì xảy đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy đến cho người tuổi Ất Hợi nếu không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để cho người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập. Các quý gia chủ tuổi Ất Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè thì bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người khác chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn và người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn và nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995 trong tháng 2 âm lịch. Đây là một phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ất Hợi, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.